Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dò kênh cho TV Soli dòng chạy hệ điều hành của Android. Đây là một TV Soli Bravia. Dòng này là dòng 65 inch. Đây là có các kích cỡ này: 43, 49, 55, 65 và 75. Model của nó là X8000G. Dòng Smart TV 4K của 2019 có tích hợp điều khiển giọng nói và trợ lý ảo của Google. Hôm nay thì mình các bạn nếu mà muốn dò kênh thì đầu tiên là các bạn sẽ có cho mình là một cái đầu anten như thế này. Đây là cái anten, thiết bị anten bên mình đã cắm ở bên ngoài rồi. Các bạn nối ra bên ngoài trời. Và đây là đầu vào của TV. Đầu ra thì được nối ra ngoài bên ngoài trời. Đầu vào của TV thì các bạn cắm vào. Ở đằng sau TV sẽ có cái cổng cắm của cái anten đây. Chân cắm anten đây, các bạn cắm vào đây rồi. Ok, sau khi cắm xong thì mình sẽ tiến hành dò kênh cho TV nhé. Thường ngày thì kênh của nhà đài hay thay đổi cái tần số quét, tần số phát sóng của TV, nên là một số kênh sẽ bị mất kênh này không phải do TV mà do nhà đài họ thay đổi tần số, hoặc là do anten của mình nó lâu ngày quá, nó cần phải quay lại hướng, là chỉnh sửa lại anten cũ lâu ngày mình cũng cần phải thay mới. Đầu tiên thì các bạn vào phần cài đặt của nó. Đây mình vào phần cài đặt xem. Đây có tìm kiếm giọng nói này. Các bạn kéo xuôi xuống dưới sẽ có phần cài đặt. Ở trên phần cài đặt của nó, các bạn chọn vào phần thiết lập kênh. Đây là đang kênh của nó là kênh analog, mình sẽ chọn analog. Phần đây, truyền hình kỹ thuật số thì các bạn chọn truyền hình kỹ thuật số của digital nhé. Điều khiển nó không nhạy lắm. Đây là analog, là các truyền hình về kỹ thuật số, về đầu anten hay về đầu chảo. Mình chọn phần thiết lập về digital. Đó. Đây là phần dò kênh kỹ thuật số. Các bạn kích vào phần đầu tiên. Dò kênh tự động. Bạn chọn dò tự động. Đây hỏi bạn muốn dò kênh tự động không, các bạn vừa bấm chấp nhận. Sau khi bấm xong thì các bạn chờ trong khoảng độ 3 đến 4 phút để dò ra các kênh kỹ thuật số của VTV và VTC. Đây mình có rất nhiều các cái dòng TV của Soli
năm 2019. Đều là Sony, đều là Smart TV chạy hệ điều hành Android cả. Rất nhiều các thể loại. Từ 43, 49, 55, 65, 75. 75 đi. Đây. Còn 65 inch. 65 inch 8500. Thiết kế viền kim loại rất là đẹp. Quay trở lại thì ở đây đang dò được 141 cây rồi. Bạn đợi một lúc nữa là sẽ dò ra hết thôi. Đảm bảo cái anten của mình là phải để ngoài, để một nơi nào thoáng, không bị chắn các cái nhà tôn, nhà bạt. Và các đầu rắc anten của các bạn cắm đằng sau này nó phải chặt và không bị lỏng lẻ thì mới lại tín hiệu sẽ bắt được. Và như vậy em dò xong rồi. Ở đây các bạn xem dò được bao nhiêu kênh này. Kênh 01 này. Cái điều khiển này hơi nó ok, mình xong kênh rồi nhé. Bây giờ thì các bạn vào phần xem kênh. Đây, các bạn lùi lại. Kênh 01 là đây là kênh mình dò ra nhé. Kênh của VTV sẽ là cần số 800. Các bạn bấm số trên điều khiển, bấm 800, bấm OK. Đó, sẽ ra các kênh của VTV này. VTV1, VTV2, VTV2 là kênh 801. VTV3, VTV3 là 803, 02. Và cứ dần dần như vậy thôi. 4, 5 và VTV6 đều dò được. Kênh của VTC thì các bạn bấm 151 nhé. Đây, kênh 151. 151 thì có kênh của VTC. 52, 53, 54 là tương tự với các kênh VTC1, VTC2, VTC3. Và VTC4. Các bạn cứ lách dần lên là sẽ có đầy đủ các kênh truyền hình. Nếu mà mình muốn đó, ok. Phần danh sách kênh ở trên nút điều khiển, các bạn bấm nút, bấm vào cái ô này, ô đen này. Đây là chọn danh sách kênh. Đây, các bạn bấm vào cái sẽ ra danh sách kênh mà mình chọn. Đây. Rất nhiều các loại TV để mình chọn. Đây, 800 đây. Đây, 800 VTV. Ok, vậy là mình đã dò xong tất cả các kênh truyền hình số của mặt đất của nhà đài trên chiếc TV của Sony, dòng Smart TV chạy hệ điều hành của Android. Vậy, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.